khách quá đông, trời đang chuyển mưa nên khách mua vội vội nhanh để về không hơi mắc mưa chứ chị. Chiều hôm nay tại Giữa Hiếu Nghĩa nha, chỉ 45 các bạn 8 phường 13 quận 10 của chính chị. Hôm nay là ngày thứ 6 2 tây tháng 8 năm 2024. Ghé lại quay chia sẻ của chú anh chị mình xem nha. Chào Dũng nha. Chào chào cô chú anh chị nha. Sáng giờ mới thấy Dũng khui nha. Sáng giờ Dũng soạn hàng, hôm nay Dũng mới khui đó. Hôm nay có sầu riêng gì vậy Dũng? Bữa nay có hai loại anh. Hai loại hả? Dạ, Thái Lan với cây sáo anh nha. À. Giá vẫn như cũ à? Dạ, vẫn như cũ. Cây sáo thì 101, Thái Lan thì 103 anh. À, giá vẫn như cũ nha. Này có Thái, này đang khui đi sáo nha cô chú anh chị. Hôm nay mua skin Việt Nam hết hàng rồi. Con hả? Ồ, chị ok kìa. Và các bà kia bà ra bà nói mua skin Việt Nam đâu có. Dữ thật. Ồ, có tên mới luôn rồi, mua skin Việt Nam. Ăn ngon ngất ngay chứ bộ. Đó. Này ri 6 110kg nha, cơm vàng mỡ gà nha, chứ không phải vàng nghệ nha cô chú anh chị. Mỡ gà này có màu. Cháy hết luôn được không chị? Dạ. Cháy đi hết luôn được không? Hơn ký được, được không? Xíu được không? Lấy hết luôn. Cháy này ngon quá mà, bỏ bỏ là uổng. Còn học nữa, học bên đây chắc nhỏ à. Cần lên chắc ký 2 ký 3 gì đó. Cũng bự không? 8 lạng rồi. Hai học này được 4 lạng nó chừng cái hai mấy à. Còn không? Đâu. Cái lúng vậy mà học đâu nữa. Cái hai mấy ha? 85.000. 85.000. Chuyển khoản rồi quét mã trên tường. Nhanh quá, Dũng cùi trái sầu riêng 5 học quá đẹp. 2 phút, chưa tới 2 phút. Rồi tiền mặt thì là... bị dương quá rồi đó chứ. Còn không dương quá là à, bị dương quá ha, em bị lật, bị hai lật là hết chứ bay. Bị đau tay nay Dũng, bị đau tay. Nhiều khán giả bình luận Dũng để hầm râu già quá, già hơn 10 tuổi luôn. Nãy nhỏ nãy nó mới ghé ra ngồi ngủ, phải anh này ông ta rồi. nhìn đúng ra hôm nay anh để râu quá thập luôn. Già, để vô già như ông già luôn, nhìn không ra. Dũng hôm nay mới 30 tuổi nha cô chú anh chị. Hiện tại thì còn độc thân. À. Ai có hỏi thêm thông tin gì thì comment để Dũng vô Dũng trả lời nha. Dũng có hay đọc comment lắm á. Nay trong nhà là đi sáo nhiều nhất nha. Đồng Thái cũng không bằng luôn, đi sáo không à. Đây, đi sáo không à. Nay bà chủ nhập lên nhiêu đây là chắc khoảng 2 tấn không Dũng?
Đó đó chứ đó hơn được đó. Đấy to to không à. Rồi có cách vô.
Rồi cơm gà dọn vô luôn rồi. Siêu rồi, cơm gà phải dọn vô rồi. Anh mở em làm ca sĩ luôn chưa? Ừ, đang quay. Ca sĩ luôn rồi. Đen vâu. Đen vâu. Mới hôm qua có nhỏ kia nói em là đen vâu à. Nói để râu cho giống đen vâu. Dạ, gần 3 kg con. 328.000. Rồi cô lấy quả này. Thôi. Rồi 328 hả cô? Dạ. Dạ. Chính rồi ạ. Rau ngon. Béo ngậy luôn không? Cô thấy khui ngon quá, cô làm luôn trái nữa. Nhiều muối lắm, trái này năm học nhưng mà đầy hộp này luôn chứ không hết nữa. Thấy không? Còn một học nữa chỗ đâu để. Đấy, nó đã lựa chất lượng cho cô rồi, cô cứ không tin tưởng, thấy không? Quá trời muối luôn, này ký mấy á? Ký mấy được? Nữa không cô? Nữa đi. Cô mua trái về ăn làm quen rồi ngon, cô ra cô mua tiếp. Dạ. Cứ giờ này là kéo mây đen là sao giống? Tháng mưa mà anh, tháng mưa nhiều đời nào. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Rồi, hết tiền luôn. Cảm ơn ông trời cao. 328. Trong lúc chờ đợi khách vô thì Dũng làm ca sĩ đi Dũng. Dạ 2 ký 2 ký 2 30. 1 ký 2. Rồi 1 ký 2 5 30 lộn. Tính ra là tới 380 mấy ngàn á. 341. 301 ký bấm lên. Mấy ngàn rồi. Hai lạng kia 6 mấy ngàn nữa rồi. 35g nữa rồi, khoảng 308. Biết bao người con gái. Sao nó được hay dữ à? Vậy chị áo đi. Ok. Đó là 300 thôi. 300 đúng không? Chị lấy cơm đi nha. 347. 700 thì 2,5 kg cơm. Trái này 4 kg hết gì. Rồi con thử coi. Mà nó không tăng cả. Chắc thì lấy trái kia kìa. Đó, đẹp đó. Vô nữa thấy chưa, không dò cái số kịp đâu. Lấy điện thoại bỏ túi đi, chút dò. Bốn kia mấy nè. Lắm. Bốn kia hè. Rồi, 406 được không anh trai? Dạ luôn, ngọt dưới ta, tiền sao nhẹ dưới ta. Đức này này. Ồ, Phú Đức nữa luôn hả, dữ ta. Vậy là thôi tới, nói chung là tới này khui ra, nếu mà cơm được á thì ấy không. Tại ông từ Phú Đức qua mà. Vậy là mới ghé mua. Cơm. Mới ghé mua lần đầu hả? Phú Đức lên. À. Ngày nào cũng có thấy đen vâu không? Ông có thấy đen vâu không? Này đen vâu. Đen vâu khu sầu riêng. Đen vâu này qua khu sầu riêng rồi, hết khán nhà cáp rồi. Ok chưa? Trai ở Thủ Đức lên kiếm Dũng à. Còn trái sầu riêng 4 cái mấy nè cả nhà. Nói chung tới này chắc căn cơm lại thôi các bên đây. Căn nhỏ quá hả? Căn nhỏ mỏi quá. Mà chủ đứng đó buồn. Buồn chịu quá chứ giờ sao vậy? 4 cân cơm chắc trái này hơn ký cơm rồi Dũng ơi. Còn hai hồng nữa mà. Thì mà không tới 456 nhưng mà có ký cơm à. Ký mấy á? Anh thương lắm trên công chuyện hẹn hò. Cái này vỏ dày quá, chủ Dũng chuyển qua cân cơm nha. Cô chú anh chị nãy nói ảnh báo anh 456 đó.
mà này chắc ký ký mốt ký hai à khách hàng mà tôi là tối nay bị bà chủ yeah, ký 230 à cho khoảng tầm gần 400 384 không ơi. Đẹp không? Cho đẹp vậy thôi chứ đúng không? 80.000 đúng không? 384 má. Cái khách đồng ý mua trái rồi mà thu ra ít ít hơn số tiền là cân cơm mà lấy cái số tiền ít hơn nữa nha. Cô chú anh chị thấy dựa chơi uy tín không? Chắc có 4 ký trong tài số. Nãy thấy lộ tôi không có chơi. Dạ ghi 6 à. Cô mua sầu riêng đó kìa bà chú. Dạ dạ. Cơm. 319.000 được không anh? Bao nhiêu muối luôn. Bao nhiêu muối luôn. Nghe chế to to không mà 3 ký. Dạ. Tôi mua ruột mà nói chung là ít muối cần cơm đây có nhiều cái phương thức mà nói chung nào vô vẻ thôi ok chưa hai tới số còn đó cái điện thoại rồi gọi đây đi tính ra 2 tỷ không cất cất tiền cái điện thoại chết thiệt chứ nói chung là nó chứ sớm chưa có giò thì vẫn còn hy vọng chưa qua 4 giờ cái má má chắc chắc thì má giờ không con đâu má 5 giờ mấy rồi con con chưa giò chưa ai kiếm thì thôi bỏ giò đi không tới đâu đâu mua số dạo mà kiếm cần cơm đi chắc 9 lạng à 200 mấy 279 ok chưa 279 bớt xuống nữa đó nói chung đến đây là không có lo thiệt đâu lo ngon là được rồi chứ thiệt không thành công chùng này hai chiếc cơm nói chung này mua cơm được được hơn này nó vỏ dày nãy giờ cân hai trái rồi nó không ra số đúng số tiền của trái mạnh như ngọc trinh luôn rồi cảm ơn anh chị nha không nhão câu gáo lắm do con cắt dao đó con cái okay, giấy nè cô ơi 2 ký cơm cho cô chài kìa ở khu đất mua một cái về phát khoái dụng bớt cho 80.000 luôn tối nay là về biết đấy viên 486 bán sao còn có 308 384.000 chết thiệt chứ mấy chủ khác rồi nếu mà đồng ý mua trái là người ta cần trái khu nhiều tính tiền nhiều quá nha cả nhà trong đây thấy vỏ dày quá cơm ít rồi tự động mà chuyển qua cân cơm tính tiền cho cơm nó sẽ lợi cho khách hơn để kia khách tiền nói chung là bà chủ cũng tính hết rồi nói chung là mình lại mong meo meo chút nhưng mà ta còn đến nữa anh đúng không dạ. Cái khu ít cơm mà bán giá tiền cao quá thấy cũng kỳ phải không dạ. Tao có mát mà đạt nay nghỉ chưa có lên bán lại nữa nha chắc ngày mai bán ồ trái này ngon trái gì rồi nè trái nào cũng ngon anh mỗi cái nó ngon khác nhau anh cái kia béo cái này ngọt anh này ngọt không dạ chắc ngọt không cô hai cái hồng này là uy tín này quá đã luôn cô thử miếng kìa rồi
con gác sâu sâu vô á, con định gác ngoài da không, cái con thử ui sao kỳ vậy, chết con luôn á. Wow, giờ còn hồng nữa. 2 ký cho cô hết học đó luôn. Cái này là ngọt nhiều, cái kia là béo nhiều cô, cái kia chưa chín tới. Dạ. Con cảm ơn. Hơn 2 ký. Bỏ rồi mình ký là nó. 2 ký 2 ký 2 quá. Đầu rồi. 2 ký 180. Thôi tôi đi vô tôi làm đại gia đây. Rồi má. Vô giỏi số làm đại gia. Giờ này đại gia gì? Số em đâu? Tại em 2 tỷ chục hết rồi. Chung là giấy số chưa dò là còn giá trị. 10.000 đổi 2 tỷ. Bắt đầu chuyển mưa ở ngoài khu vực quận 1 với quận 4 rồi. Hướng ở dưới đó cả nhà. Hướng này là đi ra quận 1 với quận 4 nha. Còn hướng ngược lại là đi về Tân Bình ngã tư Bảy Hiền. Này hướng trên này là đi về Tân Bình ngã tư Bảy Hiền nha. Dũng còn đang vẫn đang ôm mộng 2 tỷ. Vô coi Dũng dò với số thôi. Vẫn còn đang ôm mộng. Rồi cho xe vô. Chưa kịp vô. Để xe cơm vô. Xe cơm cứ sáng 10 giờ mở bán, chiều 5 giờ dọn vô. Bữa nào bán hết sớm thì dọn sớm. Quy định giờ dọn vô 5 giờ. Đây coi Dũng dò với số bẹt ngửa nha. Giờ nếu mà trúng số đặc biệt làm gì Dũng? Chết tôi rồi. Đâu? Má ơi con vẫn làm, còn làm cho má được nữa. Đại gì đại gì? Không vô cái nào hả? Đi rồi anh, thôi đi ra mình làm rồi gác đi. Chết thì chết. Tưởng đâu đại gì thành đại gia rồi chứ. Rồi, tưởng thành đại gia rồi. Bán sầu riêng đây ngày có tấn đây chưa lên đại gia nổi. Ở đó 10.000 tỷ số lên đại gia hay không? Thôi đi dọn rác đây. Đi dọn rác cho ăn đi. Rồi đi dọn rác cho ăn. Con bán ơi, con chú anh chị ơi, con vẫn còn bán sầu riêng nha, con chưa làm đại gia được. Ôi, chỉ mưa quá trời đen dưới kia rồi. Dự đoán là khoảng tầm 6 giờ rồi. Kéo mây lên khu vực quận 10. Không, tại ông tới mưa. Thì 6 giờ ông ghé. Không, nhiều khi ổng mắc mưa rồi á, ổng bên quận 7 chạy qua rồi cơ chuyển dưới kìa. Quá trời mưa. Anh Long tới cho đúng giờ mưa không à? Dạo này chiều 2 ngày nay, 3 ngày nay chiều hay chuyển mưa, mưa cả nha. Rồi, xe cơm gà vô rồi dọn sạch sẽ lại. Hôm nay chất sầu riêng ở trong nhà nhiều ha. Ở ngoài đây chỉ có 2 giỏ này thôi, trong nhà chất sầu riêng quá trời luôn. Tưởng đâu thành đại gia giờ phải đi lượm vỏ sầu riêng. Chết thiệt chứ. Chết thiệt chứ. Con không ăn cầm khỏi cầm khu sầu riêng nha con chú anh chị. Cái này mua cái gì mà để đẩy nó qua luôn ta, đỡ phải lượm ha. Mua cái cây gì á, đẩy nó qua. Giờ có sao xà vậy cho anh. Mỗi lần cô Tiên có cái xẻng đâu, à cái xẻng kìa. Xẻng nó khó xúc hơn nữa nên không. Nó tượng 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 anh. Hôm nay trong nhà nó tới tối thì sao ha. Mấy cái đèn giữa chưa mở. Đứt bóng đèn anh. Đứt hết bóng rồi đó. Không, với mấy cái đèn giữa cũng chưa 364 mở. 364 ngàn cho. Thấy không, Dũng lên thành sáng liền. Nãy giờ hơi đen đen. Tối tối. Sáng chưa? Sáng rồi, sáng rồi. Sáng sủa hay sáng chói? Xem chung là rớt nguyên một học. Ồ, sáng này quá đẹp luôn. Để em cho nó vô đây, cái em cho anh thử sao nha trời. Coi thử đi anh. Thử đây thôi, trong về mưa gió ra lại anh. Ngon nó ngon vậy em bán anh. Ngon không anh? Cần giấy nè anh. Đó.
cơm đã thái vô. Mua cơm hả? Trái hả? Trái này mua. Trái này loại nè. Trái này vỏ mỏng nè. Loại hơn nè, cơm nhiều lắm. Này chắc phải thêm một hộp đen nữa rồi mới hết nè. Má ơi. Còn hộp nữa nè. Hết hộp ơi. Hộp đen. Dũng ngồi khu là phải có má với chị hỗ trợ. Chị thì lựa sầu riêng, còn má thì bỏ vô mà bệnh. Kiểu cọ vậy á mà. Bình thường có thằng em trai nữa mà hôm nay nó nghỉ rồi. Thấy nó méo mó không hả? Chừng nào mấy khui được mấy trái sầu heo này đây Dũng? Cái này dôi chứ không phải heo. Mai hả? Hồi nãy là 364 đúng không ta? Với 270 hết chưa? 271 rồi chẳng tiền luôn. Ra số 5 cuối. Em cố tình không có có số 1 đó cho bà chủ bớt 4.000, anh ra số 5 nữa anh. 634. Ra số 5 bà bớt 5.000. Để coi được. Rồi tính tiền được rồi má ơi. Thái Thái à, mua một trái riêng, một trái Thái nha. Trái riêng nãy cao hơn à, nhiều muối hơn trái Thái. Nè Thái cũng có trái nhỏ nhỏ nữa nè. Hôm trước có khán giả cô chú nào lại mua là lấy muối nhỏ nhỏ thôi, cũng to quá không ăn. Vô Thái này ráo thì sực cả. Rồi xong. Rồi Dũng khui tốc hành 2 trái. Anh có cần kiểu mộc kha. 2 trái khui có 3 phút à. Quá dữ. Ý là nhờ là vui quá rồi đó nha, học vui quá rồi. Ghê hơn nữa. Thấy không? Rồi tháo bao tay ra, tháo bao tay vô, vừa tháo ra có khách vô nữa nè. Coi lấy cái rửa luôn đi anh, tại mưa gió tới à. Để coi anh coi anh coi ngon không cái đó, nhiều ít rồi chưa gì hết trơn. Mình thấy ấy tối cho anh. Nói chung là trời sắp mưa rồi nha bà cô chú anh chị. Xỉn quá chừng luôn, trong vòng nửa tiếng nữa chắc có thể là sẽ mưa. Vô quá chừng luôn rồi, bạn có chứ à. Dũng đang ngồi vui. Rồi vô nhanh nhanh đi để mưa tới chết luôn quá. Trời ơi, muối quá đã luôn. Chết à, chỗ này là anh lấy nhiêu đây rồi, không lấy đây nữa rồi. Chứ gì nữa, nhiều gì hết có 4 người. 4 người hả? 4 người như đi đâu có nhiều. Ôi ôi ôi. Nhiều đèn ký máy rồi đó. Anh là nhất á anh. Đó ký hai à. Ừ, nhiều đơn ký máy rồi đó. Ký bà rồi đó. Đó ký đấy anh. Hay quá trời. Con có đi xáo với máy hả? Hết giờ đồng quá trời. Khách quá đông. Trời đang chuyển mưa nên khách mua vội nhanh để về không hơi mắc mưa chứ gì. Cái đó là gì? 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 Cái đó là gì?
nói chung chị mua kiểu nào cũng được đó, em để chị thiệt đâu. Bự quá em hả? Dạ 60% với thịt đó coi. Cô hết luôn không? Lấy kiếm thôi. Còn muối nữa là làm đủ ký, mưa gió thế à. Nó bao nhiêu rồi? Mấy con ký à? Ôi lấy ký rồi chú ơi. 334 ngàn. 301. Rồi sao ạ? 301. Không, này không biết cách để chứ thường thường thấy bé Tiên để là không có. Ồ, học này ngon xuất sắc, ăn thử luôn. Tôi nói đến đây chứ chỉ lo tốn tiền thôi chứ không có lo vấn đề đó. Vấn đề đó tôi lo rồi, ok chưa? Nay cung chưa hả? Có gì cũ không? Để tao tại vì gửi dùng hàng cho nên mà mua hàng để là chết luôn. À, em cũng muốn cái tiếng em nói bàn ra tới đó chứ chị lo gì đâu mà. Rồi sao? Ký thôi hả? Hơn ký xíu được không? Ký đi. Đó. Mình phải biết đón lên chứ. Này quá vậy à. Ngon lộ cây hết á. Đây tao cho thử mà lo gì ngon hay không ngon. Thanh thủ nè, để thôi trời mưa tới là chiều nay cháu không có ăn nữa nè. Đi về sợ mắc mưa thì xin nhiều cái bọc bỏ vô. Về phải ăn liền chứ đừng để ngoài lâu quá. Để ăn không hết thì bỏ tủ lạnh. Chưa tới đâu. Dễ gì 2kg giống chẳng đậm ký 7 à. Ký nhiều lắm mà. Lo có tiền hả? Ủa anh trai là sao ta? Thái, anh thằng Thái. Thái coi 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 nhiều. Nó sẽ có bị nhẫn đó nha anh chơi. Nó nhẫn nhẫn như hôm qua được không? Nó mềm quá. 1 ký 950g. Thêm miếng nữa vô đây nè. Này hộp này mới có 9 lạng mốt à. Đây bà chủ thì còn nhiều lắm bà. Có gì bà nấu thôi. Cái yếu yếu à. Giác xíu được không? Rồi nó giác đó. Rồi thôi. Giác lên tới ký 2 ký 1, 2 ký 2 à. Rồi để lên cân mới biết tính tiền. Rồi vô thử luôn trai ơi. 2 ký 1, 90. 6, 7, 8. Đâu sầu Thái. Ok chưa anh? Thái giá trái 130, giá cơm 360. Cái này là lép 100% á. Mua ăn thử trái không? Thì ăn thử thì nó cũng ngọt béo chứ nó đâu có lạc gì đâu. Nó ráo thôi, nó ráo hơn riêng chút. Đó. Nhưng mà hộp nó nhỏ hơn. Thái này tầm 100 mấy à, thái này ký mấy gần 2 ký. Ở đó anh chơi. Hộp nó nhỏ, cơm nó dày. Cắt không thấy cái hộp luôn phải không? Ủa
Sảnh 3 luôn. Làm hộp Thái mình về mình ăn thử rồi mình thích cái nào hơn. Rồi lấy ký cơm Thái nha. Ok anh chị. Rồi vô có suy nghĩ nữa. Để họp hội nghị bàn tròn cái. Rồi ký. Mình họp nội bộ đi. Ký nhiều không? Hay quá, 985 gram. 950 thêm nữa, thêm nữa giá càng nhiều. Chị mua. Có giá theo không anh? Chị mua Thái kìa. Không bán cái lò nó nhiều chuyện. Cái lò nó nhiều chuyện. Nhỏ gì đâu hay to hơn. Lấy cơm hay lấy trái? Lấy trái đi cho. 175 ngàn. Chúng mua nào bán đó. Cho muối thử luôn đi. Cần rồi mà. Trong chị này thử không mà chị này nãy giờ không thử. Đây cũng không dám gì rượu quá. Cơm nó dày hơn á. 678 rộng lại luôn. Chơi cái sạch. 853 tấm gì á. Rồi. Chị đi nguyên trái. Rồi. Ba hộp. 167 ấy 267 đó thôi. Vàng giống gì không? Nó gà gà giống như nó giống không? Ờ đẹp á. Nó vàng kiểu mỡ gà. 4 con keo đi. Dẻo con. Hàng chỉ 6 mà chứ đâu có tính như hàng Thái được. Căn giấy đây nè chị. Có căn giấy rồi. Nè. Hàng Thái cứng hả? Dạ đúng hàng Thái nó con. Nó ráo mà em miệng. Chút bù cho muối khác. Tao ăn là phải bù chứ. Đúng rồi. Thư bỏ ra phải bù vô không? Cái này nó đẹp. Bỏ vô cho bên kia thư gì đó, không có bù. Ủa gì kì vậy? Bỏ luôn. Tao ăn mà. Ừ. Thôi sao được. Tao ăn trái sầu riêng mấy trăm ngàn người ta, cái muối này cũng mấy chục ngàn rồi sao bỏ được. Chết luôn á. Trời ơi, vậy sao ai mua? Thì bỏ đi mua một lần thôi. Trời ơi. Bao ăn muối sầu riêng gì cũng lạng mấy hay lạng cũng mấy chục ngàn giúp gì đâu. Ấy cũng phải bù cho người ta hết nguyên một muối rồi. Đó thấy không? Quy tính không? Đó, đó, đó. Tao phải bù chứ. 267. Này bán thư rồi bù rồi bỏ ra. Rồi dứt khoản tường luôn. Cô có mua sầu riêng không cô? À cô mua sầu riêng nữa nè Dũng ơi. Ốc bên chùa cô một ký sầu riêng một kem á để nấu. Rồi ký kem. Để nấu chè. Không hộp cũng được á. Hộp cũng được, không hộp cũng được. Rồi Dũng cui cho khách xong hết rồi. Hôm nay là ngày thanh đâu rồi con? Dạ con không biết nữa, con không rành. Ồ kẹt xe quá trời luôn rồi. Ồ ghê ta. Kẹt xe. Mưa tầm mưa tả, mưa quên cứu về luôn. Ở dưới khu vực quận 7, quận 4 bắt đầu mưa rồi. Ở đây kẹt xe rồi nè. Kẹt dài cái hướng này lên chợ Hòa Hưng với lại ngã tư Bãi Hiền nha bà cô chú anh chị. Đây kẹt xe dài xuống dưới câu lạc bộ Lan Anh dưới này luôn à. Đó. Hướng này đi quận 1 nha, quận 1, quận 4. Giờ này người ta đi làm về đó, ta tranh thủ ta chạy về để mắc mưa. Trời chỉ mưa. Chưa có rớt hộp nha cô chú anh chị.